Và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn các bạn có thể là xem livestream của mình ở bên Nimo TV. Các bạn có thể trước tiên là các bạn vào ở trên máy tính trước nha. Đấy, thì các bạn vào cái ứng dụng web của bạn, thì ở đây mình sử dụng Google Chrome. Các bạn có thể sử dụng các cái trình duyệt khác như kiểu là Cốc Cốc hay là gì đó, lại khái là tùy vào máy tính của các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ nhập trên thanh công cụ, thanh tìm kiếm, đó là cái đường link nimo.tv. Thì mình có để đường link bên dưới, thì các bạn sử dụng máy tính các bạn chỉ cần click vào là được. Còn tùy, đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn hiểu hơn. Đó, các bạn vào nimo.tv này, sau đó các bạn ở đây tìm kiếm là T-Gaming. Đó, các bạn tìm kiếm, gõ cái và mình click play. Đấy, các bạn click vào đó thì đây, hiện tại thì mình chưa livestream, thế nên là các bạn không thể nào mà xem livestream của mình được. Rồi, thì đối với điện thoại Android thì các bạn phải làm như thế nào? Thì trước tiên là các bạn phải vào ứng dụng có tên là CH Play. Các bạn click vào đây. Đó, mở ứng dụng đó lên và các bạn tìm kiếm cái ứng dụng có tên là Nimo TV. Đó, và các bạn tải về, tìm kiếm ứng dụng Nimo TV này. Đấy, các bạn thấy không? Nimo TV gạch Play này, Like and Share này. Đấy, 10 triệu lượt tải xuống này các bạn. Ở đây thì mình tải rồi. Khi các bạn tải xong là các bạn ấn mở nó thôi, mở lên. Đấy, chờ một xíu nha, rồi, mở lên. Ta kích mấy cái này đi. Đấy, rồi ứng dụng đây, hiện ra như này, các bạn kích vào đây. Đây là ứng dụng thì các bạn cũng tìm kiếm có tên là T-Gaming. Đấy, trời, mình lại gõ nhầm chứ. Đây, các bạn tìm kiếm đúng cái tên của mình, các bạn tìm kiếm này. Đó, đây. Chính thức đây. Trời ơi. Chứng nhận chính thức là đây các bạn. Kích vào đây. Đấy, kích vào đây các bạn. Thấy T-Gaming đâu, kích vào. Đó, hiện tại thì mình chưa live stream, thế nên là các bạn cứ ấn vào theo dõi đi. Các bạn hỏi tại sao các bạn vào màn hình cũng tối thui như thế này, thì đại khái là mình chưa live stream thì làm sao các bạn xem được. Thì bạn click vào theo dõi. Đấy, các bạn phải đăng ký nick thôi mà, click vào theo dõi để khi mình live stream thì các bạn có thể vào nhanh chóng. Đấy, ok. Đến với điện thoại iPhone thì các bạn trước tiên các bạn vào App Store này. Đó, sau đó các bạn click vào search. Đó, các bạn click vào search, các bạn ấn tìm kiếm ứng dụng có tên là Nimo TV. Đó, cũng giống tương tự với cả Android thôi. Sau đó các bạn tải về đây, Nimo TV gạch Play đây, Like and Share đây. Các bạn tải về ở đây thì mình cũng tải rồi. Ấn Open này. Đấy, ấn Open. Sau đó thì chúng ta sẽ mở ra và thanh tìm kiếm và tìm kiếm thôi. Đấy, mở ra và ghi tìm kiếm là T-Gaming là được. Để có thể là donate được cho mình, các bạn sẽ truy cập vào cái đường link đó là playerdua.com/mrnt. Đấy, các bạn nhớ là cái đường link này mình hay để ở trên cái góc màn hình cái webcam ấy. Nên là các bạn đăng nhập vào, truy cập vào, sau đó thì các bạn ấn đây. Đây chính là cái thông tin của mình. Đấy, playerdua.com/mrnt nha các bạn nha, /mrnt. Thấy ở đây là có top donate này, top donate tháng này. Thế là chính xác là thông tin đây là của mình rồi. Thì các bạn ấn vào đăng nhập. Trước tiên là phải đăng nhập trước đã. Đăng nhập thì các bạn chưa có tài khoản, ấn tạo tài khoản này. Đấy, sau đó chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản bất kỳ đi. Tạo một cái tài khoản bất kỳ, sau đó thì mình sẽ đăng nhập vào. Đây, tôi không phải người máy này, tạo tài khoản này. Đấy, thì tiếp theo để có thể là donate được cho mình thì sau khi đăng nhập xong các bạn sẽ ấn vào nạp tiền nhá. Đấy, kích vào chữ nạp tiền này này. Đấy, xong rồi các bạn chọn là ở đây có rất là nhiều cách nạp, thì các bạn mình nghĩ rằng là các bạn hay nạp thẻ cào, các bạn kích vào nạp thẻ cào. Ở đây thì có Viettel này, Vinaphone này, Mobifone này. Nhưng mà các bạn nhớ rằng là hãy nhập đúng, chọn đúng cái mệnh giá này. Ví dụ các bạn có thẻ 10.000, các bạn nhớ chọn 10.000. Thẻ 20 nhớ chọn 20, đừng có chọn sai. Khi các bạn nạp sai là người ta không chịu trách nhiệm đâu. Đấy, chọn thẻ 20, nhập seri, nhập mã miếc, xong rồi ấn thế là nạp tiền là xong thôi. Đấy, sau khi có tiền rồi thì chắc chắn rồi, các bạn lại quay lại cái đường link đó là playerdua.com/mrnt này. Đấy, các bạn kích vào chữ donate thôi, không mà donate dành cho mình là được. Đấy, nhớ là trong tài khoản có tiền thì mới donate được nhá. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều.